Một vụ, tên và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm bài đọc với tựa đề Bốn người vợ của nhà vua. Ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua. Bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá. Người vợ thứ nhất của nhà vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có. Nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình, nên ít khi để ý đến bà. Không may một ngày nọ, vua lâm bệnh và biết rằng mình sống không được bao lâu nữa. Ông nghĩ, ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn. Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói, ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không? Nhà vua nhận được câu trả lời, bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được. Nhà vua lặng đi một lúc, rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời, không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp. Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai, ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ? Nhà vua hỏi, lần này thiếp không thể giúp được gì hơn thưa đức vua. Người vợ thứ hai đáp, nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây phút cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ. Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh, thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết. Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trong bà mệt mỏi và gầy yếu, buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên, lẽ ra ta phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải. Bạn vừa đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các hoàng hậu. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mọi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mọi chúng ta cũng có đến bốn người vợ đấy. Người vợ thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời. Người vợ thứ ba có tên là địa vị và của cải. Đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, địa vị không còn và của cải sẽ thuộc về người khác. Người vợ thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm, giúp đỡ và luôn an ủi khuyên giải. Nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta. Người vợ thứ nhất chính là linh hồn. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cái tôi của mình. Thế nhưng linh hồn là điều duy nhất, luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào. Cầu gốc suy gẫm, nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình, thì sẽ có ích gì?
người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Matthew đoạn 16 câu 26. Muốn thật hết lòng.